bạn buồn ngủ khi đang lái xe. Đừng lo, đã có Như Lê. Nhai kéo xuống. Oh my god. Hoặc uống cà phê cho tỉnh táo, mở cửa sổ ra cho gió phả mặt. Hoặc bảo người yêu tát vào mặt bạn ấy. Bảo người yêu tát vào mặt bạn ấy. Cực kỳ thuyết phục. Bật đèn, thần đèn, đâu. Hoặc là bật nhạc quẩy. Nghỉ giữa chặng đường. Hoặc tập thể dục. Tóm lại, anh nó đang gặp các vấn đề về buồn ngủ khi lái xe. Cứ gọi cho em cam kết chữa khỏi 100%. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%.